Một hiện tượng phổ biến sau khi mất đi người thân là mơ thấy người đã khuất. Những giấc mơ này có thể có những ý nghĩa mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới vì tiềm thức của chúng ta nắm quyền kiểm soát trong khi ngủ. Sự hiện diện của một người thân yêu đã khuất trong giấc mơ vừa có thể mang đến cảm giác an ủi nhưng cũng vừa khó hiểu. Người đã khuất xuất hiện trong giấc mơ của bạn, điều đó có nghĩa gì? Câu trả lời khiến nhiều người được an ủi. Một hiện tượng phổ biến sau khi mất đi người thân là mơ thấy người đã khuất. Những giấc mơ này có thể có những ý nghĩa mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới vì tiềm thức của chúng ta nắm quyền kiểm soát. Một hiện tượng phổ biến sau khi mất đi người thân là mơ thấy người đã khuất. Những giấc mơ này có thể có những ý nghĩa mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới vì tiềm thức của chúng ta nắm quyền kiểm soát trong khi ngủ. Sự hiện diện của một người thân yêu đã khuất trong giấc mơ của chúng ta có thể vừa an ủi vừa khó hiểu. Đối mặt với nỗi đau là một hành trình riêng biệt và riêng biệt của mỗi cá nhân. Một số có thể khóc một cách công khai, trong khi những người khác có thể thu mình lại hoặc tránh thảo luận về cảm xúc của mình. Tuy nhiên, mơ thấy những người thân yêu đã mất là một trải nghiệm được chia sẻ có thể mang lại cái nhìn sâu sắc về trạng thái cảm xúc của chúng ta và đóng vai trò như một lời nhắc nhở về mối liên hệ sâu sắc mà chúng ta đã có với họ. Patrick McNamara, phó giáo sư tại Đại học Boston, đã khám phá sâu hơn khái niệm này. Ông giải thích rằng những giấc mơ về thăm viếng xảy ra khi một người đã khuất xuất hiện với người mơ như thể họ vẫn còn sống. McNamara, người cũng viết cho tờ Tâm lý học ngày nay với bút danh Người bắt giấc mơ, đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc của mình về những giấc mơ và ý nghĩa của chúng. Ông tin rằng những giấc mơ về thăm viếng thường phục vụ một mục đích cụ thể cho người mơ. Những giấc mơ này được cho là có thể giúp các cá nhân đối phó với cảm giác đau buồn, mất mát và buồn bã. Bằng cách trải nghiệm những giấc mơ về thăm viếng, mọi người có thể tìm thấy sự an ủi và cảm giác kết nối với những người thân yêu đã qua đời. Trong một bài đăng trên blog, McNamara kể về giấc mơ mà anh đã trải qua sau khi cha mẹ anh qua đời. Giấc mơ, được gọi là giấc mơ thăm viếng, khiến anh tin rằng đó có thể là bằng chứng về cuộc sống sau khi chết. Bất chấp nền tảng khoa học đầy hoài nghi của mình, McNamara không thể bác bỏ quan điểm cho rằng ông đã liên lạc với cha mẹ đã khuất của mình. Điều mà ông tin rằng sẽ là một niềm tin thậm chí còn mạnh mẽ hơn đối với những người ít hoài nghi hơn về những giấc mơ. McNamara không phải là người duy nhất quan tâm đến những giấc mơ này vì nhiều nghiên cứu đã khám phá hiện tượng này sâu hơn. Một nghiên cứu được xuất bản vào năm 2014 bởi tạp chí Chăm sóc cuối đời và Chăm sóc giảm nhẹ Hoa Kỳ đã điều tra tác động của những giấc mơ đau buồn. Phát hiện của nghiên cứu cho thấy những giấc mơ liên quan đến người đã khuất là phổ biến, thường có ý nghĩa và có thể hỗ trợ quá trình chữa lành vết thương sau mất mát. Chủ đề trong giấc mơ là về những sự kiện trong quá khứ, những người đã qua đời mà không bệnh tật, ký ức về bệnh tật hoặc cái chết của một người. Người ở thế giới bên kia xuất hiện khỏe mạnh và bình yên cũng như người gửi tin nhắn. Năm 2016, các nhà nghiên cứu Canada đã nghiên cứu giấc mơ của 76 người mất đi người thân. Nghiên cứu cho thấy 67,1% những người này cảm thấy giấc mơ về người đã khuất khiến họ tin tưởng hơn vào thế giới bên kia. Khoảng 70% coi giấc mơ của họ là những cuộc viếng thăm và 71% cho biết những giấc mơ này khiến họ cảm thấy gần gũi hơn với người đã khuất. Nhà tâm lý học Jennifer E. Sutter từ Viện Tâm lý học xuyên cá nhân ở Palo Alto, công an, cũng đã nghiên cứu bộ não của chúng ta và những giấc mơ mà chúng ta có. Trong nghiên cứu của mình, có tên giấc mơ thăm viếng ở những người đang đau buồn, một cuộc điều tra hiện tượng học về mối quan hệ giữa giấc mơ và nỗi đau buồn. Cô đề cập rằng số lượng người có giấc mơ thăm viếng là không rõ ràng. Những giấc mơ này có thể xảy ra ngay sau đó hoặc rất lâu sau khi ai đó qua đời. Cô nhận thấy rằng những giấc mơ về thăm viếng có 4 đặc điểm chính. Những người trong giấc mơ trông giống như khi họ còn sống, thường khỏe mạnh hơn hoặc trẻ hơn. Người đã qua đời thường chia sẻ điều gì đó về tình trạng hiện tại của họ, chẳng hạn như họ vẫn ổn. Thông điệp trong giấc mơ được cảm nhận giống như một sự kết nối tinh thần hơn là sự hiện diện vật lý. Giấc mơ nói chung là yên bình và trật tự, gần như hài hòa. Thông tin mang tính tham khảo. Dù cho lời giải thích thật sự ở đây là gì, nhưng giấc mơ có xuất hiện ở những người đã khuất luôn mang đến cảm giác an ủi và bình yên. Bởi việc gặp lại người thân đã khuất của mình khỏe mạnh, tràn trề sức sống thực sự là vô giá. Với những ai vẫn còn người thân bên cạnh, đừng quên thể hiện tình cảm khi còn có thể nhé.